Hello, đồ coi Nhật Bản, chào tất cả anh em bạn thủ nha. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, làm việc tốt ạ. À, hôm nay em lên cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 35k trên một đơn hàng nha. Ship toàn quốc, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 079 455 9193, Zalo cũng vậy, 079 455 9193 nha. Rồi, đầu tiên xin phép là lên cây cần hai khúc. Hay cần hai khúc chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cổ đá, hàng Made in Japan nha. Hàng Made in Japan, hàng nội địa Nhật luôn. Đây, mấy dòng càng này thế thôi, siêu bền nâu đồng cổ đá luôn. Anh em câu đồ câu mực là rất là sướng này. Câu này câu mực cả đêm cũng không sợ bị hư, hoặc là anh em lấy về cho khách du lịch đồ, hay là câu cái á, nói chung loại này khỏi sợ bị hư gãy luôn nha. Độ dài là 1m60, chất liệu là phíp. Phíp đặc nha, chất liệu là phíp đặc loại này thôi. Siêu bền nâu đồng cổ đá. Rồi cây này mã số 1 này để cho anh em giá là 250k nha. 250k mã số 1. Siêu bền nâu đồng cổ đá luôn. Đây, mẹ một kia. Đây, hai khúc này. Pat là pat hãng vặn nha. Dàn khoe là dàn khoe inox này. Chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cổ đá. Độ dài cái này là 1m60. 1m60. Độ dài là 1m60 nha. Độ dài là 1m60 hai khúc, loại này lưu relock rồi cũng rất là sướng luôn. Đây, ngoại hình cần này. Ngoại hình cần nha. Dòng này là dòng roi nè, hàng Japan nha, hàng nội địa Nhật. Ngoại hình cần thì có sơ xước. Rồi. Hai khúc siêu bền nâu đồng cổ đá mã số 1 250k. Hàng này rất là hiếm nha, bên này mới về lại được. Mã số 1 250k. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục y như cây số 1 luôn, cũng chắc là liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá luôn. Độ dài cũng 1m60, hàng Made in Japan nha. Phát hãng vặn này, dàn khoe inox đây. Inox này ra cước rất là ok, không bao giờ bị xước cước nè, anh em yên tâm luôn. Rồi, hai khúc phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài là 1m60. Đây, ngoại hình cần thì có bị sơ xước nha, hàng Made in Japan nha. Rồi, hàng nội địa Nhật. Mã số 2 250k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần 3 khúc, cũng chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài cái nào là 2m4. Đấy. Độ dài cái nào là 2m4 nha. Đây. Cần là rất là mới luôn. Cái này là thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe, nói chung là ngâm lăn xe, nói chung là loại nè. Độ dài là 2m4 nha. Chất liệu là phíp đặc siêu bền này. Đấy. Pat là pat hãng vàng này, pat hãng vàng, dàn khoe là dàn khoe inox, loại này là siêu bền nâu đồng cấu đá, chất liệu cũng là phíp đặc luôn. Loại này chắc anh em câu 5-10 năm vẫn chưa sợ gãy sợ hư nha. Tải khoảng 7 kg rung vô tư. Đây anh em này, tải 7 kg vô tư nha. Này, càng cực kỳ căm luôn nha. Đấy, loại này anh em câu vô tư luôn, siêu bền nâu đồng cấu đá, 300k thôi. Mã số 3. Tiếp tục mã số 4. 300k, 3 khúc, phíp đặc siêu bền. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc phíp đặc siêu bền, nhưng mà cây này là khoen sứ trắng này. Khoen sứ trắng nha, pat pat hãng vặn. Rồi, cây này cũng hàng Olympic Japan. Dàn khoen này dàn khoen Fuji sứ trắng luôn. Đấy. Cây này mã số 4 này, dàn khoen Fuji pat hãng vặn. Đấy. Độ dài là 1m65. Cây này là độ dài là 1m65 nha. Chất liệu là phíp đặc siêu bền màu trắng thế này rất là đẹp luôn. Chuyên cho anh em lưu relock, câu ngâm, câu bà, câu câu lưu rê suối đồ rất ok nha. Nói chung là câu mực tải cá khoảng 7 kg đổ lại là ok. Rồi cây này đi cho anh em giá là 300k nha. Cây này là khoen Fuji. Rồi, tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một cây cần hàng Olympic Japan, cũng độ dài là 2m4. Dòng cần này là khá là xịn nha, người ta đã cắt từng miếng gỗ ra, người ta ghép lại này. Cần này câu rất là đỉnh luôn. Đây, câu rất là đỉnh luôn nha. Cầm cái cầm cực kỳ sang luôn nè. Pat pat khoen nắp thế này đây. Đấy, khoen nắp thế này nè. Đấy, khoen inox, cây này là đúng 3 khúc, độ dài 2m4, thân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Cần này rất là lạ nha. Đấy, cực kỳ chắc chắn. Cái này là dạng như thân tre, nó ghép lại anh này. Nó ghép lại làm tứ trụ. Đây, 1, khắc 2, 3, 4, 5, 6 cái nha. Cần rất là đẹp luôn. Rồi, 3 khúc, chất liệu là trúc nhật, ghép lại, hàng Olympic Japan, pat hãng vặn, dàn khoe là dàn khoe inox. Cây này mã số 5. Mã số 5 cây này để cho anh em giá là 300k nha. Độ dài là 2m4. Tích hợp cho anh em câu ngâm lần xe. Rồi. Tiếp tục mã số... Rồi.
Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một cây cần 3 khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá. Độ dài cái này là 2m1. Độ dài cái này là 2m1 nha. Đây, 3 khúc siêu bền nâu đồng cấu đá, độ dài là 2m1 này. Đây, dàn khoen là dàn khoen inox này, pad là pad thẳng vặn, dàn khoen inox nha. Đây, ngộ hình cần này. Đấy, ngộ hình cần này. Rồi, ngộ hình cần, pad là pad thẳng vặn, dàn khoen là dàn khoen inox này, 2m1, thích hợp cho anh em câu ngâm. Cũng chất liệu là phíp đặc siêu bền nâu đồng cấu đá. Loại này thích hợp cho anh em nuôi trong lịch cá 7kg đổ lại là ok nha. Riêng từ 1 tới 6 là anh em câu cá khoảng 7kg đổ lại là rất là ok, không bị sợ gãy hay gì hết luôn. Từ 1 tới 6 nha. Đấy, cái này có giá là 2m1 3 khúc, giá em này là 290k, mã số 6 290k nha. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một cây càng xích. Đây, một cây càng xích carbon. Từ đây. Để lấy lại mấy câu nha. Rồi, mã số 7 là một con máy câu. Con này là hàng Shimano, hàng Made in Japan nha. Hàng Made in Japan nha. Con này là hàng Made in Japan này. Em cũng có con y thế này luôn, nhưng mà hàng Malaysia xuất nhập. Nói chung là xây thư máy 6.000, xây thực nó khoảng 9.000 á. Tổng số cước của nó là cước số GTO là 3.8, cước số 6 vào được 300 mét và cước số 8 vào được 200 mét nha. Con này là mô bin sống cấu nông, chuyên cho anh em săn hàng đánh lục xa bờ, câu biển, phun carbon chống ngập mặn nha. Dòng này là chống ngập mặn này, chuyên cho anh em câu biển, câu lăn xe đánh lục, đánh bạo lực đó nha. Câu nói chung là câu cá khoảng tầm 10 kg trở lên á. Rồi, con này hàng Japan, Shimano Japan, phun mới. Con này là hàng trưng bày nha, hàng cực kỳ đẹp, chưa một vết xước luôn. Rồi, con này mã số 7, con này để cho anh em giá là 1.900.000. Con như thế này luôn nha, là con Malaysia xuất nhập. Nó là giá là đây. Đây, con này là hàng Malaysia xuất nhập này. Con này cũng phun mới luôn, cũng hàng trưng bày luôn. Cũng hàng trưng bày cực kỳ đẹp luôn. Con này cũng để cho anh em giá là mã số 8, như này dính bụi nha. Lao chùi. Đấy, con này là hàng trưng bày cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mới tinh luôn. Chưa một vết xước, xây thêm máy 6.000, xây thật là khoảng 9.000, cước số 6 vào được 300 mét, cước số 8 vào được 200 mét nha. Gatio là 3.8, mô bi sống đôi tay trái phải, cấu nông nha, cấu nông mô bi sống hết nha. Hai con này đều là cấu nông nha. Rồi, con này mã số 8, con này để cho anh em giá là 1.600.000. Tiếp tục mã số 9. Tiếp tục mã số 9 tiếp tục là một con máy câu siêu khủng, một con máy câu đây qua đấy, một con máy câu đây qua nha. Con này rất là xịn luôn, có hai cái chế độ tắt tiếng nữa nha. Đây, dòng này là Micromax đây qua nha. Đây, phiên bản giới hạn cực kỳ đẹp luôn. Cối là cối kim loại thế này nha, cối kim loại một không keng luôn. Đây, cối kim loại toàn thân kim loại nha. Tay quay trái phải, mô bi sống đôi tay trái phải nè. Đấy, máy cực kỳ đẹp luôn đấy. Hàng Made in Japan, hàng nội địa Nhật. Đây qua xây thương máy 9.000, xây thật con này khoảng 15.000 nha. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, con này mã số 9, con này để cho anh em giá là 2.000.000 nha. 2.000.000. Con này em về được 3 con thôi. Em đấu về được 3 con như thế này nha. Có chế độ tắt tiếng này, xây khoảng là đấy. Xây khoảng 15.000. Em có 3 con, anh nào là lấy cả 3 con về câu biển nha, giá tốt luôn. Rồi, con này giá là 2.000.000, mã số 9 giá là 2.000.000 nha. Tiếp tục mã số 10 tiếp tục là một cây cần xích carbon, một cây cần xích carbon, chất liệu là carbon hay da nha, chất liệu là carbon hay da, hàng nội địa Nhật này. Cái này là hàng Olympic Japan hay da này, pad là pad Pussy này, chất liệu là carbon hay da, độ dài cái này là 3m90 nha. Đây, nổ găng cùng cụm này, lép chạy cá này, đấy, carbon hay da nha, sắn ít. Nâng ít, loại này chuyên cho anh em đánh lục xa bờ. Đấy, cây này là độ dài là 4m05, độ cứng là 35 nha, tương đương với AX á. Cây này cứng tương đương khoảng AX nha, cứng 35, độ dài cây này là 4m05 này, chất liệu là carbon. Đây, có đấu trọng này, chung là càng cực kỳ đẹp luôn. Có sơ xước dâm dâm, pad là pad Fuji, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp, chất liệu là carbon hay da, cứng 35, 4m05. Cây này để cho anh em giá là mã số 10, có sơ xước nhiều để cho anh em giá cái này là 1.900.000 nha. Tiếp tục mã số 11 tiếp tục là một cây cần xích carbon. Cái này là cứng, là độ dài là 3m60, Hyundai Patico nha, pad
Fuji này, Alpha Tico của Japan này, dàn khoen là dàn khoen Fuji này, dàn khoen Fuji nha. Cây này cũng cứng 35, cứng tương đương AX nha. Độ dài là 3m60, thích hợp cho anh em câu ngâm, lân xe, câu lục, chất liệu là carbon sống vòng. Đây, hình cây ra cần này đây, cái hàng Alpha Tico. Cứng 35, độ dài là 3m60, chất liệu là carbon, dàn khoen Fuji. Rồi cây này mã số 11, cây này để cho anh em giá là 1.400.000 nha, chất liệu là carbon. Tiếp tục mã số 12 tiếp tục là một cây càng xích carbon. Đây, một cây càng xích carbon, độ dài cây này là 4m20, cứng 30 nha. Pass Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp nha, cứng 30, độ dài cây này là 4m20 này, chất liệu là carbon này, đầu khúc ra đây. Cây này để cho anh em giá là 1.500.000 nha, 1.500.000, cứng 30, độ dài 4m20, dàn khoen Fuji gặp, Pass Fuji xích carbon. Dòng tem vàng nha, dòng tem vàng, cứng 30, độ dài cây này là 4m20. Rồi cây này mã số 12, giá này là 1.500.000. Tiếp tục mã số 13 tiếp tục là một cây càng ISO cây nhỏ, 13 tiếp tục là một cây càng ISO cây nhỏ. Cây này cũng hàng Olympic Japan, dòng tem vàng, Pass Fuji, cần thì mới long lanh luôn, đột ngột, độ dài cây này là 5m4 nha. Dòng này là chất liệu là carbon hay da này, chất liệu là carbon hay da nha, phô càng cực kỳ đẹp luôn, carbon hay da đấy, mới long lanh luôn nha, chưa một vết xước luôn đấy. Rồi cây này về làm hạ cần tay thì đánh thực cực kỳ nín luôn. Rồi cây này cứng là 1.5H, độ dài cây này là 5m4, chất liệu là carbon hay da, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ, Pass Fuji đấy, hàng Olympic Japan, mã số 13 cây này để cho anh em giá là 1.500.000 nha, chất liệu là carbon hay da, Olympic Japan, hàng mới tinh luôn, chưa một vết xước, bản nội địa nha, dàn khoe Fuji, Pass Fuji luôn, hàng mới tinh nha. Đột ngột, độ dài là 5m4, độ cứng tương đương khoảng là 1.5H. Rồi tiếp tục là một cây cần Shimano, dòng này là dòng Indonesia xuất nhập này, Indonesia xuất nhập nha, Shimano Pass Fuji. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, cây này là Shimano, độ dài là 5m30 của Indonesia xuất nhập, dòng Indo xuất cũng đánh rất là sướng luôn, cứng là 1.5H này. Đây, chất liệu là carbon này, rút ra này, đọc rút ra này. Đấy, rọc ra phô càng cực kỳ đẹp luôn nha. Rọc ra phô càng cực kỳ đẹp này, mã số 14. ISO khoen nhỏ cần tay trời máy, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, Pass Fuji. Đột 1.5, độ dài cái này là 5m30. Đấy, phô càng siêu đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.000.000 nha, 1.000.000 ISO khoen nhỏ. Mã 14. À, bên em có cước hàng đây, có cước về nha, có cước này hàng Nhật Bản về nên là nó có chỉ có 3 size thế này thôi. Loại này là phun carbon 100%, chuyên cho anh em làm thẻo, đánh cực kỳ nhạy. Loại này phun carbon 100%, có màu tím này, màu tím nha, màu tím này, loại 1.5, độ dài là 200m, sức tải là 7.9kg này. Loại 3.5 là sức tải là 10kg. Đấy, loại cũng 200m, 7.0 là sức tải là 18kg, loại này cũng phun carbon 100% nha. Cây này nó cước này đánh rất là xịn luôn, chuyên cho anh em làm thẻo. Đấy, đánh rất là hiệu quả, nhà cá ăn cực kỳ nhạy luôn. Rồi, chỉ có 3 size là 1.5, 3.5 và 7.0 thôi nha. Đồng giá là 250k một cuộn. Mã số 10. À, rồi tiếp tục mã số 14. À 15 chứ. 15 tiếp tục là một cái càng ISO cái nhỏ, ngộ hình càng cũng mới long lanh luôn. Đột 2, độ dài cái này là 5m4. Đây, hàng này hàng Japan nha, hàng Japan Pass Fuji này, chất liệu là carbon sống vòng. Đấy, độ dài cái này là đột 2, độ dài 5m4 này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha. Cái này cứng tầm khoảng là 2.5H, chất liệu là carbon sống vòng này. Đấy, chất liệu là carbon sống vòng nha. Đây, đầu khúc ra này. ISO khoen nhỏ cần tay trở máy, khoen Pass Fuji. Đấy, đầu khúc ra này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này, Pass Fuji này, mã số 15. ISO khoen nhỏ cần tay trở máy. Đột 2, độ dài cái này là 5m4. Chất liệu là carbon, mã số 15. Cái này để cho anh em giá là 1.100.000, 1.100.000 nha. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ cần tay trời máy, ngoại hình cần cũng mới long lanh luôn. Đột 3 luôn nha. Độ dài cái này là 5m4, Pass Fuji này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ này. Cái này cứng tầm khoảng là 3H, cái này cứng tầm khoảng 3H này, chất liệu là carbon sống vòng. Đấy, phô càng rút ra cũng mới long lanh luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 16, cái này để cho anh em giá là 1.100.000 nha. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này.
màu hình cần mới long lanh luôn, có một vết xước nhẹ chỗ này thôi. Rồi mã số 16 1.1 triệu. Tiếp tục mã số 17 tiếp tục là một cây càng 3 khúc. Rồi một cây càng 3 khúc siêu đỉnh luôn, một cây càng 3 khúc siêu đỉnh. Cây này là cứng 350, độ dài cây này là 3m30, chuyên cho anh em câu ngâm, lăn xe, câu biển. Đây câu biển, câu bè nha, dòng carbon hay da này, carbon hay da siêu đẹp nha. Bắt là dòng là holder club này, dòng này là đánh cực kỳ bền luôn. Đây carbon worker nè, mấy dòng worker nè, hàng nội địa Nhật nha, hàng nội địa Nhật đấy. Cứng 50, độ dài là 3m. Cái này là của thằng Daiwa Japan. Daiwa Japan carbon haya. Carbon haya sân ít nha. Trang bị của nó là trang bị dàn khoe Fujisic nè. Trang bị dàn khoe Fujisic nha. Rồi, 3 khúc, độ dài là 3m, chất liệu là carbon haya. Cứng 50, độ dài là 3m, mã số 17. 17 này, cây này để cho anh em giá là 17. Rồi, cây này để cho anh em giá là 1.800.000. 3 khúc cứng 50, độ dài cây này là 3m. Đấy, càng siêu đẹp luôn, carbon hay da nha, mấy hàng này là mới tinh chưa một cái xước luôn. Rồi tiếp tục mã số 18 tiếp tục là một cây càng 3 khúc, cũng chất liệu là phít đặc, chúng chất liệu là carbon hay da chứ, dòng cũng dòng holder club, dòng này cũng hàng đây qua Japan, nhưng mà cây này nó trang quay là dàn khoe Fuji biển này, dàn khoe Fuji biển cực kỳ cứng cáp luôn, chuyên cho anh em cậu cá tra, trong là anh em đánh hàng nặng á. Holder club Daiwa Japan Pat Fuji này cứng 80, độ dài cái này là 3m, trang bị dòng khoe Fuji xích biển carbon hay da bản nội địa Nhật này. Mấy dòng này đánh bao giờ cho nó hư. Rồi, cẩu tra đồ nha. Cẩu tra sân hàng, nói chung là đánh hàng lớn á. Đấy, trang bị dòng khoe Fuji xích này. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 18, cái này để cho anh em giá là 2 triệu. 18 2 triệu. Cứng 80, độ dài cây này là 3m, chất liệu là carbon hay da. Đấy. Rồi. Mã số 18 2 triệu. Rồi, tiếp tục mã số 19. 19 là một cây cần tay. Em đo thử dài bao nhiêu. Rồi cái này độ dài 4m50, độ dài là 4m50 nha, chất liệu là carbon hay da, càng carbon hay da nha. Đây 4m50 này, chất liệu là carbon hay da này. Đấy, chất liệu là carbon hay da nha. Đấy, dòng là carbon whisky này, đây qua Japan này. Đấy, đây đột nó đây. Cái này cứng tầm khoảng là 3h, cái này cứng tầm 3h, chất liệu là carbon hay da sân ít này, phô càng rút ra thì siêu đẹp rồi. Dòng này thì anh em đánh cực kỳ đỉnh nha, độ dài cái này là 4m50. 4m50 carbon hay da. Carbon hay da. Đấy, mấy dòng này là càng siêu bền nha, mấy dòng cổ ngày xưa đánh cực kỳ bền bỉ luôn, vợ là nâu đồng cú đá. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 19. 19 cái này để cho anh em giá là 2 triệu nha. 19 2 triệu. Carbon hay da. Sắn đây. Từ đầu tới đuôi luôn, càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cái này 5m4 nè, chất liệu là carbon nè, phô cần cực kỳ mới luôn nha, phô cần cực kỳ mới, chất liệu là carbon này, cây này cứng là 1.5h. rồi cần tay carbon, độ dài cái này là 5m4, hàng mới long lanh luôn, chưa một cái xước, cứng 1.5h, chuyên cho anh em câu chép, chuyên cho anh em đánh chép nha, cực kỳ hiệu quả luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi mã số 20 cần tay carbon, độ dài 5m4, chuyên cho anh em câu chép. Đấy, hàng siêu đẹp. Rồi mã số 20 cây này để cho anh em giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Tiếp tục mã số 21 tiếp tục là một cây càng 3 khúc, hàng Shimano Japan. 3 khúc Shimano Japan, cứng là 50, độ dài cái này là 3m, cứng 50 này, độ dài là 3m, hàng Shimano Japan nha. Họ phô càng cũng cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Đây cây này nó có bị sơ xước một điểm nhẹ chỗ này thôi, còn lại hàng cực kỳ đẹp. Pat Shimano này, trang bị là trang bị dàn khoe Fujisic luôn nha. Rồi cứng là 50, độ dài cái này là 3m, chất liệu là carbon hay da, hàng Shimano, dòng này cũng dòng siêu bền nâu đồng cố đá, thích hợp cho anh em câu cẩu tra này, câu biển, câu bè, chung là dòng này thì đánh cực kỳ đỉnh rồi. 3 khúc Shimano carbon hay da. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 21, cái này để cho anh em giá là 1.900.000.
Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là một cây cần 3 khúc holder clock. Dòng này là chuyên cho anh em lưu relock cùng ngâm rồi nè. Tôi chuyên cho anh em lưu relock cùng ngâm rồi rất là sướng này đây. Cứng 20 độ dài cây này là 3 mét này. Chuyên cho anh em lưu relock holder clock chất liệu là carbon hay da sân X đang thế này đây. Cái này cũng hàng đây qua Japan nha. Bản này là bản nội địa Nhật này. Patapata đây qua. Đây, cứng ta 20 độ dài cây này là 3 mét này. Chắc dàn phen là trang bị dàn phen Fusisic nè. Dàn phen Fusisic nha, chuyên cho anh em lưu relock cô ngâm. Đây. Đấy, lưu relock lưu rê biển rất là sướng này. Khoen rất là lớn nha, khoen nhiều nhưng mà khoen rất là to luôn. Rồi, 3 khúc độ dài cây này là 3 mét, cứng 20, mã số 22. Mã số 22 này để cho anh em giá là cứng 20, độ dài là 3 mét, mã số 22. Cây này để cho anh em giá là mã số 22. Rồi, 22 cây này để cho anh em giá là mã số 22. Cây này để 1.500.000 mã số 22. 3 khúc carbon 2 da sân X nha. À, siêu đẹp mới luôn. Mới lồng lành luôn. 1.500.000 nha. Rồi, tiếp tục mã số 23 tiếp tục là một cây càng 2 khúc Shimano. Đây, một cây càng hàng Shimano nha, hàng siêu đẹp luôn, các liệu cũng carbon hay da, pad là pad Fuji này. Trang bị cây này cũng là dàn khoen Fusisic luôn. Trang bị cũng dàn khoen Fusisic luôn nha. Rồi, cây này cứng là 100 đến 120, chuyên cho anh em cẩu tra, đánh lăn xe, đánh bộ lực. Shimano dòng tem vàng này, bản nội địa Nhật này. Trang bị của nó là trang bị dàn khoen Fusisic, dòng này là Super Hypower này, đời 10 này. Đấy, bản đầu địa Nhật dòng tim vàng 2m70. Cứng là 100 đến 120, cần mới tinh luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 2.2 triệu. Mã số 23, 2.200.000. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cây cần 2-3 khúc. 24 cũng tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Cái này là cứng 50 độ dài, cái này là 3m. Cái này cũng hàng Shimano Japan luôn. Shimano Japan cứng 50 độ dài, cái này là 3m này. Chất liệu là carbon hay da nha. Đấy. Đây. Chất liệu là carbon hay da này. Dòng này là dòng ST này, dòng này là dòng đời cao này, carbon hay da này. Cực kỳ đẹp luôn nha, sáng cục cuộn luôn, trang bị dàn khoen Fusisic. Rồi. 3 khúc cứng 50 độ dài là 3m, trang bị dàn khoen Fusisic. Dòng này chuyên cho anh em săn hàng. Đấy, đánh là bầu lực độ nha, đánh cực kỳ đẹp luôn, hàng mới tinh luôn nha. Rồi. Cứng 50 độ dài là 3m. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.900.000. Mã số 24. 1.900.000. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Đây, một cây cần 3 khúc, cây này là cứng là 2 khúc chứ. Rồi, nhầm. Một cây cần 2 khúc, cây này là cứng là 120. Độ dài cây này là 2m70, dòng cũng holder clock, dòng carbon hay da nha, mấy dòng này dòng xịn luôn. Pat Fuji. Đây. Cứng 120 độ dài cái nào là 2m70 này, carbon worker này, thằng nội địa Nhật này, trang bị là dàn khoen Fusisic biển này. Trang bị dàn khoen Fusisic biển này, dòng này thì anh em đánh cực kỳ đỉnh luôn nha. Cực kỳ đỉnh, cứng 120 độ dài cái nào là 2m70, chất liệu là carbon hay da holder clock. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 25. Cái này để cho anh em giá là 2.200.000. 2.200.000 nha. Holder clock cứng 120 độ dài 2m70. Cẩu tra đồ câu nước trong đánh bầu lực 2.200.000. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. 26 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, cây này cứng 80 độ dài, cây này là 2m70. Cây này là hàng Shimano nha. Pad Fuji này. Pad Fuji cứng 80 độ dài, em này là 2m70, nhà hàng Made in Japan nha. Dàn khoen này, dàn khoen là dàn khoen Fusisic biển này. Đấy, dòng này chuyên cho anh em đánh bầu lực, cẩu tra đồ rất không bao giờ bị sợ hư gãy bể khoen vậy nha. Đấy, khoen cực kỳ chắc chắn luôn này. Rồi, hai khúc cứng 80 độ dài 2m70, trang bị dàn khoen Fusisic. Đấy. À, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu mới luôn nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 2 triệu. Giá em này là 2 triệu, cứng 80 độ dài, cái này là 2m70. Giá em này là 2 triệu nha. Mã số 26, 2 triệu. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. 27 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. Cây này là cứng 250, độ dài cây này là 2m4. Chất liệu là carbon nha, chuyên cho anh em câu đáy biển.
chuyên cho anh em câu đáy biển nha. Bass là bass Fuji này, bass là bass Fuji này, trang bị là dàn khoen Fuji biển thế này đây, cực kỳ là trâu bò luôn. Loại này mà cỡ cá nước ngọt thì không có con nào chịu địch lại con này luôn. Đấy, cứng 250, độ dài cái này là 2m4, chất liệu là carbon, có sự xe xước. Rồi con này để cho anh em giá là 1.500.000, 1.500.000, mã số 20 27, cứng 250, độ dài cây này là 2m4, giá là 1.500.000, mã số 27. Tiếp tục mã số 28 tiếp tục là một cây càng rút siêu đỉnh luôn. Cây này là cứng 50, độ dài cây này là 4m20 này, bắt Fuji này đấy, bắt thấp này, loại này anh em đánh lục được nha. Bắt này chỉ có 30 này, bắt 30 này, bắt Fuji bạn nha. Cứng là 50, độ dài cây này là 4m20 này, trang bị dàn khoan là Fuji xích biển đây, Fuji xích biển nha. Dòng này anh em đánh lục cũng rất là ok luôn. Rồi cây này cứng là có len định vị khoan luôn này, dòng này có len định vị khoan luôn này, rất là đỉnh này. Đấy, lên đây đấu này, có định vị khoen này. Đấy, to chỗ này này. Đấy, đánh rất là sướng luôn. Rồi cứng 80, độ dài cái này là 4m20 này, cứng 50, độ dài cái này là 4m20 này, chất liệu là carbon hay da này, từ đầu tới đuôi luôn, hạ NFT. Dòng này theo đánh thì cực đỉnh luôn, trang bị dàn khoen Fuji xích biển luôn. Chuyên cho anh em đánh bầu lực nha. Cần này là có sơ xước nhẹ một đường sau chỗ này thôi, còn lại là rất là đẹp. NFT bản nội địa nha, carbon 2 da. Rồi mã số 28, cây này để cho anh em giá là 2.600.000, mã số 28, cứng 50, độ dài cây này là 4m20, carbon 2 da, hàng siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục mã số 29. 29 cây này là bass là dàn 40 nè, cây này là cứng 80, độ dài cây này là 3m90 nè, cũng trang bị dàn khoen Fuji xích biển đây, dàn khoen Fuji xích biển nha. Dòng này chiên cho anh em đây, câu ngâm lăn xe, câu lục bạc biển rồi cũng được hết đây. Đấy, cây này cũng có đấu trọng đây, cũng có định vị khoen rồi hết nha. Đấy, carbon 2 da sáng ít nè, dấu găng cùng cụm luôn. Rồi cây này mã số 29 cây này để cho anh em giá là 2.500.000 nha. Cứng 80, độ dài cây này là 3m90 này, chất liệu là carbon 2 da, holder clock đấy. Dòng này hàng đây qua nhau thì dòng cực kỳ xịn sò, cực kỳ trâu bò luôn đấy, cầm cái càng cực kỳ sang trọng luôn nha, đẳng cấp luôn đấy. Cây nào là 2.500.000 nha, mã số 29. Tiếp tục mã số 30 tiếp tục là một cây càng sức carbon, 30 tiếp tục là một cây càng sức carbon nha. Rồi 30 tiếp tục là một cái càng sức carbon, dòng này là Hi Power ST nha. Mấy dòng Hi Power ST này đánh cực kỳ xịn nha. Đấy, mấy dòng này rất là bass Fuji này, cứng 30, độ dài cái này là 4m20, trang bị là dàn khoen Fuji gập. Cái này chuyên cho anh em đánh lục xa bờ và biển cẩu tra. Đây. Cứng 30, độ dài cái này là 4m20, chất liệu là carbon. Cái này ngồi hình cái cho chỗ thân này nó có bị sơ xước dăm nhiều nha. Đấy, nói chung là dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp bass Fuji, chất liệu là carbon hay da, Hi Power ST. Rồi cây này cứng 30, độ dài là 4m20, cây này để cho anh em giá là 1.600.000. Tiếp tục mã số 31 tiếp tục là một cây càng hai khúc, 31 tiếp tục là một cây càng hai khúc, chất liệu là fib, cây này là độ dài là 2m4 đấy, cây này là cứng là 200 đến 250 nha. Yeah, đây ngộ hình càng, ngộ hình càng cực kỳ mới luôn. Hình cực kỳ mới nè, chất liệu là fib, pass hẳn vàng, dàn khoen là dàn khoen Fuji nè. Rồi cứng 250, độ dài cái này là 2m4, chất liệu là fib, chuyên cho anh em cẩu cá tra đánh hồ dịch vụ tại cá lớn. Rồi cái này mã số 31, cái này để cho anh em giá là 31, cái này để cho anh em giá là 900.000. Tiếp tục mã số 32 tiếp tục là một cây càng hai khúc carbon, 32 tiếp tục là một cây càng hai khúc carbon, cây này là cứng 200, độ dài cái này là 2m4, chất liệu là carbon 2 da nha. Dòng này là dòng đây qua cứng 200 này, độ dài cái này là 2m4, dòng này là dòng siêu trâu bò, dàn khoen là dàn khoen Fuji xích biển. Dòng này chuyên cho anh em đánh hồ dịch vụ, nói chung là
cá nước ngọt là không có con nào địch lại con này luôn, càng này luôn. Nói chung là càng này là số 1 thế giới nha, chất liệu là carbon hay da. Anh em mua cây này về đánh khoảng 20 năm vẫn chưa hư luôn, vàng khoe nó cũng không hư luôn. Rồi cây này là đánh 20 năm vẫn không hư, mã số 32. Đây qua Sapan có sĩ xa xước đây, trang bị vàng khoe Fujisic cứng 200, độ dài 24. Loại này mà câu biển thì đã cực kỳ đỉnh rồi. Rồi cây này để cho anh em giá là 3 triệu. Tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, 33 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là carbon hay da. Cây này là cứng 80, độ dài cây này là 2m70, cứng 80, độ dài là 2m70, nhà hàng đây qua Sapan nha. Patrafat Fuji này, Patrafat Fuji cứng 80, độ dài cây này là 2m70 này, dàn khoe là dàn khoe Fuji Six này. Rồi cứng 80, độ dài cây này là 2m70, chất liệu là carbon hay da. Đấy, carbon hay da nha. Dòng Kentucky càng này là cũng càng số 1 thế giới luôn, cứng 80, độ dài 2m70, chất liệu là carbon hay da, đánh khoảng 20 năm vẫn chưa hư. Rồi cái này mã số 33, cứng 80, độ dài 2m70, đây qua Sapan có bị xe xước. Cái này thì cho anh em giá là 2.800.000. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cây cần siêu đỉnh. 35 là một cây cần siêu đỉnh, cây này là hàng siêu đỉnh luôn nha. Cây này là cứng, là chuyên cho anh em câu đáy biển. Cây này là cứng 300 đến 350 này, trang bị là dàn khoen Fuji biển nha. Dàn khoen là Fuji vàng, Fuji gold này. Đầu bu cũng là Fuji gold luôn nha, trang bị gold luôn. Đây. Phát là phát Fuji này, đây. Cây này là 2m1 này, power roll nha, hàng nội địa Nhật này. Cây này chuyên cho anh em câu đáy biển nha, càng cực kỳ sang trọng luôn. Đây. Cây này giá là 5 triệu nha, mã số 36, 5 triệu. 2 khúc carbon. Càng siêu đẹp, chiên cho anh em câu đáy biển nha. Phát là phát Fuji, dàn khoen là Fuji Gold, Fuji Gold biển thế này đây. Đầu bu là đầu bu rồng rọc thế này nha, Gold luôn, à siêu đẹp. Giá này là 5 triệu, mã số 35. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây cần 2 khúc. 36 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, dòng này cũng holder club. Dòng này là cứng 30, độ dài cái này là 2m4. Loại này thích hợp cho anh em câu câu hồ, câu sông, nói chung là thích hợp câu sông rồi nha. Câu lăn xe, câu ngâm. Rồi, cứng 30, độ dài cái này là 2m4, trang bị dòng khoen Fuji Six luôn. Cứng 30, độ dài là 2m4, patrafat hẳn vào dòng holder club. Đấy. Dòng holder club nha, trang bị dòng khoen Fuji Six nè. Trang bị dòng phem Fuji Six cứng 30, độ dài cây này là 24, dòng powder clock đấy, dòng càng siêu đẹp luôn. Rồi cây này mã số 36, cứng 30, độ dài là 24, chất liệu là carbon hay da, giá này là 1.500.000. Tiếp tục mã số 37. Rồi em lên tạm 36 cây cần đi. Về anh em thông, anh em liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi.